Hello, xin chào tất cả các bạn đến kênh của mình nha. Ui, chắc giờ cũng chẳng ai nhớ mình đâu nhỉ. Cũng phải 3 tháng rồi chứ mấy. Rồi, tôi để giới thiệu lại. Xin chào tất cả bạn đến kênh của mình nha. Mình là YouTuber làm về Identity File, tên là Gió Vỉa Hè đây. Từ các bạn đợi mình một chút. Bản sắc V. Identity V. Ok, vậy tên từ game này là Identity V nha các bạn. Ok, không đùa nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào trận đấu nha. Thì game mình mới thả hôm qua các bạn ạ. Sau 3 tháng trở lại game chơi rách, nó có vấn đề gì các bạn thông cảm cho mình nhá. Ok. Ui dồi ôi. Này không highlight được rồi. Rồi làm sao đấy? Ô. Sao thế? Vừa game lại gặp củ khoai các bạn ạ. Quay trở lại game 3 tháng mà gặp một củ khoai. Nằm máy nguyên lành luôn. Trong nhà này có người các bạn này. Rồi, chạy mất rồi. Mình sẽ quay lại cam ghế xem có ai cứu không. Lag các bạn ơi, pin đỏ lừa kìa. Ui rồi. Này sao cam ghế đây? Không ai cứu à? 51 rồi kìa. Không ai cứu thật các bạn à. Vậy là khả năng cao là hiến rồi các bạn ạ. Rồi. Không cứu thật. Vậy là thôi mình săn người trong nhà thôi. Ai đây ta? À, giáo sư à? Dùng gậy lừa mình làm sao được? Hình như gậy giáo sư bây giờ là sẽ hiện khói như các bạn nhỉ? Rồi, ra chuẩn nè. Nhảy xuống cửa sổ nè. Blink nè. Rồi. Dùng gậy giáo sĩ nè. Rồi, đâu mất rồi. Ôi, lag các bạn, lag quá. Ok, cái gì đấy? Sao đây? Định lừa mình lần nữa à? Định lừa dùng gậy giáo sĩ à? Chỉ có hai gậy thôi, làm gì có ba gậy đâu. Bạn buồn cười thật đấy. Định lừa kiểu gì đấy? Mình biết cái tip này rồi. Hồi xưa là mình xem TikTok ở trên Trung Quốc là kiểu cố dí vào một góc để giống như cái bóng tàng hình ấy các bạn. Ui, mình không để ý ai cứu chị chơi đồ rồi. Như Queen 9 thì phải các bạn ạ. Cứu đẹp đấy. Còn hồi máu nữa cơ. Thôi rồi, mình cam ghế trên hầm vậy. Còn ai không? Còn ai quanh đây không? Có dấu tay các bạn ơi. Không biết đi từ hướng nào. Không cứu rồi các bạn ơi, khả năng cao là hiến rồi. Nhưng mà thôi cứ ở lại cho chắc các bạn ạ. Rồi, ok, không ai cứu. Chuyển mục tiêu thôi các bạn ơi. Rồi, máy này rung này, không biết ai vào giải đây. Ái chà, hai người giải máy cùng một lúc à? Chơi vậy là không có được. Ôi, chị chơi đồ, chị núp làm gì đây? Ô, núp sao núp? Úi sổ. Rồi, ô, không cháy đi à? Ok. Ô, nhây ván à? Nhây cả em ra được. Rồi. Không biết bọn này rành gì nhưng mà nhây ván vậy là chết dở đấy. Lại có highlight các bạn xem này. Chiu. Nghe bảo là Jack sau có skin mới các bạn nhỉ. Không, mình giờ hiện tại mình đang hết đá là không biết có đủ kịp đủ mua không, chắc mình phải nạp thôi các bạn.
À, định bay qua cửa sổ này. Gió chuẩn này. Ôi, không trúng các bạn ơi. Bay qua cái lều luôn này. Mày né hay đấy. Mình còn tốc biến nha, còn tốc biến nha. Bạn làm gì, bạn làm đi. Rồi, chạy xa ra. Đó, đánh nè. Ui, hitbox. Ui, hitbox Jack đúng là báo động các bạn. Mình nghe tin mùa sau là Jack được búp thì phải. Mà sao, phải búp thôi chứ hitbox này đúng là không ổn rồi. Chơi bất mãn quá. Ui, con này chơi hay vậy. Nào. Ui, một đòn gió đi vào lòng đất luôn. Ui mà công nhận bạn này móc hay thật đấy. Bây giờ mình thấy móc ba cái đều móc đẹp luôn. Mà tới đây thì hết thời của bạn rồi nha. Rồi rồi xong rồi nha. Hết ba cái móc thì bạn chỉ là một con sâu bình thường mà thôi. Hình như là cái chị nhà tâm lý học là người yêu ngoài đời của anh bệnh nhân hay sao các bạn ạ? Mình nhìn hai chữ cái đầu tiên giống nhau lắm các bạn. Hình như là người Trung Quốc thì phải. Người yêu gì thì cho đoàn tụ luôn này. Ô, chạy đâu nhanh thế nhỉ? Mình vừa thấy giải cái máy này xong. À, kia rồi. Cảm động cô gái cứu chàng trai ngồi trên ghế. Rất chi là cảm động. Rồi. Trời ơi. Úi trời ơi. Nào giờ sao? Ô, người yêu. Ô, ông người yêu làm gì kia? Sao để bạn gái, bỏ bạn gái ở lại thế kia? Úi trời ơi. Phải mình là mình tiếp tục chết luôn đi. Để cho bạn gái cứu tiếp chị ai ngu lại. Bỏ bạn gái ở lại như vậy chứ. Thôi giờ mình sẽ trả thù giúp bạn gái này. Nào. Lửa đen này. Ui. Cái pha gió đây. Nào. Úi trời ơi. Cần quá chuẩn luôn các bạn ơi. Rồi giờ ra lại. À chị tâm lý lại tỉnh lại à. Chạy lẹ nào. Nào nào. Ui. Không sao. Không trúng ván đâu. Trời ơi. Cứ ngồi canh ván cơ. Rồi. Giờ mình sẽ ra trả thù giúp bạn gái lần nữa này. Đấy biết ngay mà. Đó. Các bạn có thể thấy là tình yêu của hai bạn này rất là mãnh liệt luôn. Sống đi chết lại rồi để mình bắt. Như là mình là kẻ phá vỡ tình hạnh phúc của hai bạn ấy vậy. Nhưng mà thợ săn mà các bạn, đành phải chịu thôi. Thôi rồi cho bạn làm gì làm đi. Thôi không sao. Không biết bảo vệ người yêu này. Không biết bảo vệ người yêu này. Rồi. Ok, video của mình nên là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like video ủng hộ mình nhé. Ngày mai sẽ tiếp tục ra video mới nha các bạn. Khả năng cao là mỗi ngày mình sẽ ra video một lần. Ok, tạm biệt tất cả các bạn nha.